Nam Mô A Di Đà Phật. Khỏi đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương, ngày hôm nay bà là người khiếm thị, khi mà ánh sáng đã rời đi, sống trong cuộc đời tăm tối rất là gian khó trong cuộc sống này. Có nhóm từ thiện của cô đang ở bên nước Úc, dù ở nơi rất xa nhưng nhìn về quê hương bằng cái tình cảm yêu thương, lúc nào cũng đông đầy chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Con mang tặng cái số tiền đó chính là 1 triệu, 1 triệu của nhóm từ thiện của cô đang bên nước Úc trao tặng cho bà. Mọi công đức lành ngày hôm nay xin hồi hướng cho nhóm từ thiện của cô Đặng ở bên nước Úc, nhiều bình an, nhiều sức khỏe, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh. Bà ơi, hôm nay bà nhận 1 triệu này của nhóm từ thiện của cô Đặng bên nước Úc, bà vui không bà? Vui, vui, mừng quá, có tiền mua gạo rồi ăn. Đó là cô mạnh khỏe. Dạ. Bà về bà mua gạo bà ăn nha bà. Trong cái mùa dịch bệnh này, xin cảm tạ công đức lành của nhóm từ thiện của cô Đặng rất là nhiều. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi gia hộ cho nhóm từ thiện của cô Đặng nhiều bình an, nhiều sức khỏe, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Nam Mô A Di Đà Phật, Đại Từ Đại Bi Tác Đại Chúng Minh. Bà ơi, con chúc bà mùa dịch sống vui, sống khỏe, an lành nha bà. Dạ, con xin chào bà. Chúc cháu mạnh khỏe. Dạ. Mô Phật, mô Phật. Thank you.